Vâng, xin chào các bác. Rất nhiều ông ly Pilsner. Tôi trồng rất nhiều ông ly lên mời các bác xem. Những cái mẫu này thì thật ra cửa hàng tôi bán liên tục. Hôm nay tôi trồng rất nhiều lên cho các bác xem tham khảo. Nó cùng một hai mã thôi. Đây, tôi quay gần để các bác xem. 6.082 là mã. Và trong này có một con gì đây? 6.062 là mã. Thường thì tôi sẽ có những mã này này, 6.082 là mã, 6.850 trơn, cái loại đấy chỉ có trơn nhá, và 6.062 là mã. Thì tôi đều dán cái thông báo giá trên máy đây. 4 triệu với cái mẫu ly 6.082 là mã, 3.2 triệu với mẫu 6.062 là mã, đều hàng bãi bảo hành về chất lượng. Rất đẹp, hàng tuyển chọn góc cạnh, mặt phay nhôm. Những mẫu ôm ly này thì nó có giá vừa vừa thôi, bởi vì nó là mẫu ôm ly dài ngắn, nó không phải dài 42, nó hình như dài 38 ấy, nên là giá nó vừa phải. Nhưng được cái là chất âm của Pilsner thì nghe nhạc vàng khỏi phải bàn luôn. Nó đánh vào những đôi loa to kia, các bác nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình thừa sức với nó luôn. Loại này tôi bán rất nhiều vì nó vừa tiền, vì nó hay. Rất nặng nha, đặc thù những mẫu ôm ly này rất nặng luôn, bê rất đầm tay. Đây, đều hàng tuyển chọn. Xước sát một vài chỗ thì không tránh khỏi, nhưng tổng thể nhìn qua thì rất là đẹp luôn, bởi vì nó là hàng tuyển chọn của cửa hàng tôi. Tôi sẽ quay qua mặt sau rồi mở nhạc to hơn mời các bác cùng nghe. Đấy, 3,2 triệu con 6.062 là mã. Còn lại là 4 triệu tất, vì trong này nó có hai cái mã thôi. Thường thì tôi còn có cả mã 6850 rồi 6.700 nữa, nhưng nó ít hơn. Đấy, nước sơn đằng sau còn rất long lanh, mới. Đây, tôi quay thông số một con cho các bác nhìn. Trở kháng từ 4 đến 16 ôm, 6.082 là mã, 110W, 100V, chạy xó than. Còn con 6.062 là mã đây, nó là bao nhiêu đây? 85W, điện 100V, đều sản xuất tại Nhật Bản. Nhiều con bụi bặm chưa lau sạch. Góc cạnh tương đối mượt mà luôn. Mời các bác cùng nghe nhạc nào. Ngày xưa tôi có người yêu rất. Tôi chưa gạt cần gạt tôn lên, vặn cái nút này sẽ không có tác dụng. Đấy, phải gạt xuống mới có tác dụng nhá. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ngày sau. Nhạc cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Đặc thù những mẫu bên này rất vừa tiền mà lại hay, mà lại đẹp nữa. Vâng, xin cảm ơn. Giá báo, thông báo cụ thể cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria. Chung cư này nằm cạnh đường Quang Trung, cạnh ngã tư Văn Phú, quận Hà Đông, trung tâm quận luôn. Các bác có thể tìm đến tận nơi hoặc gõ địa chỉ trên mạng. Xin cảm ơn. Đặt cọc 1 triệu vào tài khoản là tôi gửi hàng đi qua Viettel, nhà xe khách, phí vận chuyển mua phải chịu. Phí vận chuyển nó giống như là tiền xăng xe các bác đi lại thôi. Điều đó khách hàng phải trả là chuyện đương nhiên. Vâng, xin cảm ơn.